Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, đó chính là Vọng Tiên Cốc. Hơn một thập kỷ trước, Vọng Tiên Cốc là một thị trấn nghèo bị lãng quên, nằm khuất trong một thung lũng xanh mướt ở vùng núi Ly Sơn thuộc tỉnh Giang Tây. Ngôi làng với những ngôi nhà gỗ truyền thống treo trên vách đá. Toàn bộ những ngôi nhà được con người xây dựng bằng tay, không sử dụng bất kỳ máy móc gì khác. Thung lũng Vọng Tiên Cốc mới được phát triển du lịch trong vài năm gần đây. Đây là một điểm đến mới lạ, thu hút được nhiều sự chú ý của khách du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, với núi non hùng vĩ, rừng trúc thanh bình, bầu trời trong xanh và hẻm suối chảy róc rách. Cái tên Vọng Tiên Cốc, hẻm núi trông lên tiên cảnh, hẳn đã lột tả phần nào vẻ đẹp của vùng đất này. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến mà bạn không thể bỏ qua khi có dịp đi du lịch ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Martin Luther King đã từng nói, nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi. Nếu bạn không thể đi, hãy bò. Nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt của Vọng Tiên Cốc ở phần cuối của video này. Vọng Tiên Cốc là gì? Vọng Tiên Cốc là tên một ngôi làng nằm treo leo trên vách đá bên trong thung lũng Vọng Tiên, hay còn gọi là Vọng Tiên Cốc, nằm ở thành phố Thượng Nhiêu thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Tổ tiên của người dân nơi đây là những người dân tộc sinh sống và sinh hoạt theo nền văn hóa truyền thống, với phong tục dân gian và kiến trúc theo phong cách Ganja đích thực. Thung lũng này trước đây được trồng rất nhiều cần sa, nhưng sau này do lệnh cấm của chính phủ, do những tác hại của cần sa, nên dân làng đã không còn trồng loài cây gây nghiện này nữa. Nơi đây có từ thời Đông Hán, tức thời Tam Quốc, thời mà ba thế lực Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền tranh đấu quyết liệt để thống nhất đất nước. Truyền thuyết kể lại, Hồ Triệu là một ẩn sĩ và nhà thư pháp. Ông cùng với gia đình của mình sống ẩn dật trên núi, siêng năng học đạo, ban ngày bốc thuốc, ca hát, ban đêm ngồi thiền. Con trai của ông, để biết tin tức cha mình, đã xây dựng một ngôi nhà dưới chân núi để quan sát tình hình. Họ giao ước với nhau, khi nhìn thấy ánh đèn vào ban đêm, có nghĩa là Hồ Triệu được bình an. Một thời gian sau, Hồ Triệu qua đời mà không phải bị bệnh. Dân làng nói rằng ông đã đắc đạo và trở thành một người bất tử và dựng tượng tổ để thờ ông. Ông là tổ tiên của đạo giáo nơi này và nơi này cũng được đặt tên là Vọng Tiên Cốc để tưởng nhớ ông. Sau khi câu chuyện Hồ Triệu đắc đạo hóa thành tiên, rất nhiều đạo sĩ đã tới đây xây dựng nhà trên vách núi tu hành. Họ mong một ngày nào đó mình cũng có thể ngộ đạo như Hồ Triệu. Nhờ đó mới hình thành ngôi làng treo leo kỳ lạ bên vách núi cho đến tận bây giờ. Thật là một câu chuyện thú vị phải không nào các bạn? Vọng Tiên Cốc là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia 4A của Trung Quốc. Phong cảnh thung lũng thực sự ngoạn mục với những ngôi nhà gỗ treo leo bên vách núi đá như các bạn đã thấy trong ảnh nền của video này và nhiều tấm ảnh khác đã lan tỏa trên Instagram bởi hội những người du lịch yêu thích khám phá những địa điểm còn nguyên sơ trên thế giới. Trước đây, việc đi đến ngôi làng này gặp rất nhiều khó khăn do hạ tầng nơi này chưa hoàn chỉnh, những lối đi vào thung lũng rất thô sơ và khó đi. Đến nay, địa điểm này đã được rất nhiều người biết tới và chính phủ Trung Quốc đã đầu thêm nhiều hạng mục hạ tầng để việc đi lại, ăn nghỉ của du khách được thuận lợi hơn. Những ngôi nhà treo trên vách đá ở Vọng Tiên Cốc là một cảnh tượng độc đáo và đầy mê hoặc. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là chúng được xây dựng trong các khối đá tự nhiên của vách đá. Những ngôi nhà nằm lơ lửng trên cao so với mặt đất và được kết nối với nhau bằng những cầu thang và lối đi hẹp quanh co. Kiến trúc của những ngôi nhà này là sự va chạm giữa phong cách truyền thống của Trung Quốc và hiện đại, với mái dốc và những hình chạm khắc phức tạp trên tường. Hiệu ứng của những ngôi nhà treo trên vách đá này là một cảnh tượng tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bất kỳ ai đến thăm thung lũng. Ngoài ra, những ngôi nhà treo đã được xây dựng bằng các kỹ thuật và vật liệu xây dựng truyền thống của Trung Quốc, chẳng hạn như gỗ và đá. Toàn bộ những ngôi nhà được con người xây dựng bằng tay, không sử dụng bất kỳ máy móc gì khác. Điều này không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo của chúng, mà còn đảm bảo chúng hòa quyện hoàn hảo với thiên nhiên xung quanh. Các bạn có thể khám phá những ngôi nhà được thiết kế để có tầm nhìn ngoạn mục ra thung lũng và những ngọn núi xung quanh. Những ngôi nhà treo trên vách đá ở Vọng Tiên Cốc là độc nhất vô nhị bởi cách xây dựng khéo léo, sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại và tầm nhìn ngoạn mục. Những người thợ xây dựng nơi đây là một minh chứng thực sự cho sự khéo léo và sáng tạo của người dân Trung Quốc. Tuổi trẻ này thì ngắn, thế giới thì rộng lớn bao la, nên thay vì ngồi im và chờ cơ hội, các bạn cần phải chạy thật nhanh để ngắm nhìn mọi thứ. Đến đây các bạn sẽ được ngắm nhìn hẻm núi yên ả với dòng suối chảy róc rách, lắng nghe tiếng lá xào xạc khi gió khẽ thổi,
qua rừng trúc và bao cảnh quan tuyệt đẹp khác. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ và bình luận về những địa danh đẹp ở Trung Quốc và đề xuất những nơi độc đáo để chúng mình ra tiếp các video. Những điểm check-in gây thương nhớ ở Vọng Tiên Cốc. Có 3 điểm check-in chính chúng mình khuyến nghị các bạn đừng bỏ qua khi đến đây. Thứ nhất là thác Vọng Tiên. Ẩn mình trong dãy núi Linh Sơn, tới Vọng Tiên Cốc chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ và bầu không khí huyền bí nguyên sơ của nơi đây. Thác Vọng Tiên cũng là một địa điểm độc đáo, làm nên vùng đất sơn thủy hữu tình. Những con suối len lỏi qua khe đá, âm thanh của thác nước như âm thanh của núi rừng bình yên, trong trẻo, nước ở thác quanh năm chảy, không khi nào cạn nước. Màu nước phản chiếu màu xanh núi rừng, rong rêu nên có màu xanh ngọc bích, trong vắt như gương. Nước ào ào đổ xuống, nước bắn tung tóe trong không khí, rải rác như mưa trên núi và nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ bị ướt. Thứ hai là cầu thang vách đá, được ví như một con rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, uốn lượn, khúc khuỷu, được xây dựng để kết nối những ngôi nhà trong làng với nhau. Khi đi trên cầu thang này, các bạn sẽ có cảm giác đứng tim như trời trồng. Bên dưới là dòng thác Vọng Tiên, đứng trên vách đá, nhìn ra hẻm núi, nhìn ra những ngọn đồi chập trùng, nhìn ra những cánh đồng xanh rì. Một góc nhìn mà những ai đã trải qua sẽ không thể nào quên được. Thứ ba là phố cổ Vọng Tiên. Những ngôi nhà ở đây đều được xây theo lối kiến trúc của người Giang Tây xưa, gạch xanh, ngói đen, với tường đất và sỏi, cửa sổ nhỏ bằng gỗ, nhịp sống chậm rãi, bình yên giữa những ngôi nhà cũ kỹ, tầng tầng lớp lớp, những mái vòm chạm trổ, du khách như đi xuyên qua thời gian và không gian vào miền cổ tích. Những ngôi nhà treo leo trên vách đá, tương truyền là trong một trận đại hồng thủy, hạt trắng đã ngậm quả dại đến tiếp tế cho dân làng đang mắc kẹt. Từ đó, nơi này có tên là Bạch Hạt Nhai, tức vách đá hạt trắng. Chiều cao thẳng đứng của vách đá hạt trắng là hơn 110m. Để khôi phục lại vẻ hùng vĩ của ngày xưa, hiện nay nơi đây đã xây 12 phòng nghỉ bằng kính lơ lửng, thư viện vách đá, nhà hàng vách đá và đài ngắm cảnh trên cao. Trên vách đá hạt trắng nhìn ra toàn bộ thung lũng và ngôi làng như là một tổ chim nằm độc lập với vách núi và vách đá. Nó được ví như là một thành phố trên bầu trời, tiếp giáp với những ngọn núi và các vì sao và mặt trăng. Có một câu chuyện chúng mình đã sưu tầm được trên mạng xã hội. Khoảnh khắc khi bạn đến được cái đích của chuyến đi, nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt, lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi sự nỗ lực của mình là vô cùng xứng đáng. Cách lên kế hoạch cho chuyến đi đến Vọng Tiên Cốc. Vọng Tiên Cốc chỉ mới được phát triển du lịch từ năm 2020, cho nên địa danh này chưa được truyền thông nhắc đến nhiều. Việc lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Vọng Tiên Cốc cần được cân nhắc cẩn thận để đảm bảo các bạn có một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị. Dưới đây là một số mẹo và lời khuyên để giúp các bạn lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Vọng Tiên Cốc thì cách thành phố Thượng Nhiêu khoảng 50 km. Để đi đến được đây, các bạn có thể bay từ Việt Nam đến tỉnh Giang Tây hoặc đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Trung Quốc rồi đi tàu điện đến tỉnh Giang Tây. Sau đó các bạn có thể đi xe buýt hoặc taxi từ thành phố Thượng Nhiêu để đến được Vọng Tiên Cốc. Thời điểm tốt nhất để đến đây là vào mùa xuân hoặc mùa thu khi thời tiết ôn hòa và phong cảnh đẹp nhất, tránh đến thăm vào mùa hè cao điểm khi trời có thể nắng nóng và đông đúc. Đặt trước chỗ ở, vì Vọng Tiên Cốc hiện nay đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng, bạn nên đặt trước chỗ ở để tránh bị thất vọng. Có một số lượng hạn chế các khách sạn và nhà nghỉ trong khu vực, vì vậy điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước. Thuê một hướng dẫn viên địa phương là một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa của khu vực. Họ có thể giúp bạn điều hướng các cầu thang và lối đi hẹp, nối các nhà treo và đảm bảo an toàn cho bạn. Vì có nhiều cầu thang và lối đi để di chuyển, điều quan trọng là phải mang giày thoải mái, phù hợp để đi bộ đường dài. Vọng Tiên Cốc là thiên đường của các nhiếp ảnh gia, vì vậy các bạn đừng quên mang theo máy ảnh để ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp và những ngôi nhà treo. Bằng cách làm theo những mẹo và lời khuyên này, các bạn có thể đảm bảo rằng chuyến đi đến Vọng Tiên Cốc là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Với sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, Vọng Tiên Cốc thực sự là một điểm đến đáng khám phá. Những ngôi nhà treo trên vách đá, nơi đây tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp và mê hoặc, thu hút du khách từ khắp nơi. Dưới cánh tay tài hoa của những người thợ xây dựng địa phương, nơi này trở thành một biểu tượng văn hóa và thiên nhiên hài hòa. Hãy đến và khám phá sự độc đáo, sự sáng tạo và vẻ đẹp của Vọng Tiên Cốc, nơi mà cảm giác bình yên và kỳ diệu sẽ đi cùng bạn trong mỗi bước chân. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này.
Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.